Jin BTS bị chỉ trích về phát ngôn trước thềm nhập ngũ, sau khi cuộc trò chuyện với fan của Jin BTS được đăng tải, nam thần tượng bất ngờ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hôm 13 tháng 11, anh cả BTS có màn giao lưu với người hâm mộ trên ứng dụng Weverse. Khi được fan hỏi, "Oppa, tháng tới là sinh nhật của anh rồi. Anh có thấy phấn khích không?" Jin đã trả lời, "Không. Lúc đó tôi đang ở tiền tuyến." Dựa vào phản hồi trên nhiều người suy đoán có thể giọng ca đờ astronaut sẽ nhập ngũ tại căn cứ tuyến đầu gần biên giới phía bắc của hàn quốc xung quanh khu phi quân sự triều tiên vì mùa đông đang đến gần những người nhập ngũ ở các sư đoàn tiền tuyến có khả năng gặp phải thời tiết lạnh giá khắc nghiệt thiếu nước nóng hơn nữa một số trung tâm đào tạo ở tỉnh ca ngôn thường xuyên phải đối mặt với nhiều trận bão tuyết kéo dài trong những tháng mùa đông các binh sĩ thường được huấn luyện thức dậy sớm và hoàn thành nhiệm vụ dọn tuyết sau khi gợi ý về địa điểm nhập ngũ của mình, thành viên BTS nhanh chóng xuất hiện trên top thịnh hành của Twitter. Đồng thời, từ khóa hãy để tôi thay thế anh ấy cũng trở thành xu hướng trên nền tảng này khi các fan đề nghị thế chỗ cho thần tượng. Người hâm mộ lo lắng rằng Jin sẽ nhập ngũ vào mùa đông và có thể phải đối mặt với thời tiết lạnh giá. Các ARMY, tên fan BTS bày tỏ, Jin không thể ăn tỏi và khoai tây. Không thể ngủ ở những nơi lạnh giá anh ấy yêu khuôn mặt đẹp trai của mình và không thể sống thiếu các thành viên anh ấy quá mỏng manh cho tất cả những điều này hãy để tôi đi thay anh ấy xin không hào hứng với sinh nhật sắp tới vì anh ấy sẽ ở tiền tuyến điều này khiến trái tim tôi tan nát tôi đoán anh ấy đã nhận được thông báo đây là điều chúng ta đang sợ hãi tôi hy vọng mùa đông năm nay không lạnh lắm tuyết rơi rất nhiều những chiến sĩ ở tiền tuyến ít được dùng điện thoại nhất và họ là những người sẽ phòng thủ ngay lập tức nếu chiến tranh nổ ra xin lại rất dễ bị lạnh, trái lại. Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về đợt huấn luyện quân sự sắp tới của Jin, thì cư dân mạng Hàn Quốc lại chỉ trích thành viên BTS vì phát ngôn vừa rồi. Một số người thắc mắc tại sao Jin lại phàn nàn khi anh ấy không phải là nghệ sĩ duy nhất nhập ngũ vào các đơn vị tuyến đầu. Họ bàn luận, có rất nhiều thần tượng nhập ngũ ở tiền tuyến. Anh ta bị sao vậy? Tại sao anh ta lại than vãn? Nhiều thần tượng đã tự mình gia nhập chiến tuyến không ai trong số họ từng đưa ra bình luận như vậy bạn không vui vì sắp phải đi lính sao bạn ích kỷ vậy một cư dân mạng chỉ ra rằng người hâm mộ đang hỏi về sinh nhật nhưng câu trả lời của jin lại bao gồm việc nhập ngũ khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi cho nam thần tượng rằng tại sao anh lại khiến việc nhập ngũ của mình trở nên ồn ào tuy nhiên cũng có một số khán giả lên tiếng bênh vực jin và chỉ ra rằng anh không phải là người duy nhất gây ra các lùm xùm Vài nam thần tượng khác cũng từng lên tiếng về việc nhập ngũ. Thậm chí một số người đã khóc khi trao đổi với các phóng viên. Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ Butter gặp tranh cãi về những vấn đề liên quan đến việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Shin đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi tiết lộ lý do hoãn nhập ngũ trong quá khứ, suốt nhiều năm qua Làn sóng tranh luận về việc BTS có nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp của họ cho văn hóa Hàn Quốc hay không liên tục nổ ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khoảng giữa tháng 10 năm 2022, Big Hit thông báo Jin đã nộp đơn xin hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ, các thành viên BTS cũng sẽ lần lượt hoàn tất thủ tục tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới.